đang đen tiền cái đối tác, 1-2 điện thoại gọi về nhà, làm như nhà cháy tới nơi vậy đó. Cháy thiệt rồi ba ơi. Chuyện gì? Cháy rồi. Đằng sát khí luôn. Đó, khỏi mất công phải ghi, tôi ghi đầy đủ rồi đó. Ngày tháng năm sinh, tên họ, vai trò như thế nào ghi rồi á, bây giờ ký thôi. Nguyễn Phi Long vì tội ngoại tình cho nên ký vô đi, ký đơn ly dị, bước ra khỏi nhà, không tiền không con. Ủa, tự nhiên chuyện gì vô lý vậy? Vô lý sao? Là mê tiền gì đấy nè, tiền đưa luôn đó hả? Rồi á, đi theo luôn người đàn bà đó đi, vừa phải thôi. Bắt tận tay vai tận mặt như vậy mà còn chối cãi nữa hả? Cái tiền là tiền của tôi đi làm, tiền mồ hôi nước mắt của tôi tự nhiên, rồi nói cái gì vậy? Hả? Đây nè, nhìn đi. Trời ơi, còn làm thơ với nhau, tả về cặp áo đôi với nhau, vậy mà còn chối nữa. Tôi không cần biết, ký đi rồi ra khỏi nhà này. Thiệt, con là con của ba, mà con không ngờ ba vậy luôn á. Là nói cái áo này hả? Chứ cái gì nữa, lệ liễu. Trời ơi, rõ ràng con có công nhận không? Mở Facebook lên thấy mà. Mà nãy giờ bà nói tôi chưa hiểu chuyện gì luôn á. Tôi sống trọn tình trọn nghĩa với ông bao nhiêu năm nay. Tôi sống vì cái gia đình này, tôi chăm sóc, lo lắng, yêu thương chồng con, mẹ chồng tôi, rồi bao nhiêu đứa này tôi nuôi nấng nó lên người. Bây giờ ông đối xử với tôi tệ bạc như vậy hả? Không, ba đừng nói cho. Mẹ mày bình tĩnh đi. Có phải là mẹ ghen ba vì cái áo thôi hả? Ghen cái gì mà ghen? Đó là chuyện trước mắt luôn. Hai người hẹn hò với nhau mặc áo cặp để tối nay đi với nhau. Không có đâu mẹ, không phải chuyện như đâu, mẹ hiểu lầm rồi. Con nói cho mẹ nghe, hôm nay tiệc của công ty, có nghĩa là tất cả các ban giám đốc đều bận cái áo màu mè như ba vậy đó. Còn những người nhân viên như con là bận áo màu đen nè, để cho nổi bật cái ban giám đốc lên. Thôi đi, em tính nói vậy chạy tội cho ba đúng không? Đâu có, cái này là thiệt. Thiệt cái gì mà thiệt? Trên Facebook cô Lê Liễu kìa, cũng là trưng cái áo này lên nè. Không, cái món quà đó là cô Liễu tặng cho nguyên ban giám đốc luôn đó mẹ. Ai cũng có bận áo này hết, mắc cười muốn chết luôn á. Đây, có hình nè. Em chụp hình nguyên ban giám đốc luôn, mắc cười lắm. Nè mẹ ơi, coi kỹ đi. Không phải là hai, mà là một nhóm lần đó. Vụ này hố nặng rồi nha. Đó, thấy chưa? Mẹ hiểu lầm rồi. Ba, mẹ thấy chưa? Con đâu có biết mẹ ghen vụ cái áo đâu. Trời ơi, ký rồi đó. Bây giờ mẹ ký luôn đi, rồi đem lên phường cho kịp. Thách tôi hả? Tưởng là tôi sợ à? Đấy, nè. Thách tôi cái gì? Thách tôi ký nè. Ký đó. Làm gì tôi? Đó. Hú hồn. Chồng em sợ nãy là ba thua mẹ không á, mà công nhận mẹ hay thiệt ha. Tiền của cô Lệ Liễu đưa, ba đưa cho mẹ, mẹ giữ tới giờ còn y chang trả lại luôn. Thì đó mới là mẹ chứ, hay thiệt á. À quên, nhắc tiền mới nhớ, anh có cái này cho vợ nè, nhắm mắt lại đi. Nhắm đi. Cái gì vậy? Tên, mở mắt ra đi. Cái gì vậy? Trời ơi, tiền. Ừ. Ở đâu ra vậy hả? Anh làm ăn phi pháp gì đúng không? Gì vậy hả? Trời, làm cái gì bậy bạ muốn có tiền nhiều vậy? Thì anh đi làm thêm. Sao cái giọng em y chang mẹ luôn á. Đây là cái tiền mà anh môi giới thành công căn nhà đầu tiên. Người ta chích hoa hồng ra, người ta đưa cho anh đó. Thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, chồng em giỏi quá à. Trời, em mừng tới mức đó luôn á hả? Nha, cái này đối với người ta không là nhiều hết, nhưng mà đối với em, đây là tiền do công sức của chồng em làm ra. Em sẽ tiết kiệm chi tiêu, tích lũy để mình lo cho con. Em yên tâm, em cứ giữ đi. Kể từ bây giờ anh hứa, anh sẽ làm giỏi hơn nữa, anh môi giới nhiều căn nhà hơn nữa. Lúc đó anh sẽ đem tiền cho vợ về đếm dài nữa, chịu không? Chịu chứ, chồng em giỏi quá à. Alo, nghe nè Vinh. Cái gì? Công an đang lập biên bản hả? Thiệt không? Biết rồi. Cái gì vậy? Công an lập biên bản gì? Ai bị gì mình lập biên bản hả? Thì cái công ty bất động sản làm thêm đó, dính dáng tới pháp luật rồi. Người ta nói á, là công ty anh á, có dấu hiệu lừa đảo, làm ăn bất hợp pháp. Công an lập biên bản kìa. Rồi sao hả? Ủa, rồi có dính dáng gì tới anh không? Rồi anh có bị ở tù không hả? Anh có làm cái gì mà sai, có gì lừa đảo người ta chưa? Bữa giờ vô công ty có lừa đảo ai chưa hả? Nè, cầm tiền trả lại đi. Đi trả lại đi, đừng có dính dáng tới mấy cái này, đừng có liên lụy tới. Em chỉ cần anh thôi, em không cần tiền đâu nha, trả lại đi. Lỡ mà anh có chuyện gì em chết luôn á chồng. Anh biết rồi. Cầm lại đi nè. Gì nữa đây? Tiền chứ cái gì, gửi lại đó. Tôi á, dù có khó khăn cỡ nào á, tôi cũng không thích cầm cái đồng tiền mà liên quan đến người phụ nữ khác. Vậy tóm lại là em không lấy đúng không? Thì sao? Thì anh cho mấy đứa con anh chắc cái tụi nó sẽ cần. Ủa, anh nghĩ là cái nhà này á, sống bằng không khí hay sao? Hả? À, mà tôi còn chưa hỏi kỹ nha. Anh với cái cô Liễu đó đó không bao giờ mà có một cái mối quan hệ nào bình thường như vậy được hết ha. Tôi sẽ điều tra ra cho bằng mọi cách làm sao mà lòi ra cô chị. Em nói nghe mà cứ vậy hoài á là làm khổ chồng, làm khổ con. Làm khổ cái gì? Vậy chứ sao anh nói đi. Cổ mặc cái áo đó, cổ chụp hình, cổ up lên, cổ viết những cái gì status, cổ nói á là nào hạnh phúc, yêu đương, lãng mạn. Như vậy là sao? Không liên quan là sao? Em ơi, cái Facebook cá nhân, những cái dòng trạng thái người ta là người ta thích viết gì người ta viết, anh đâu kiểm soát được cổ. Có thể rằng là cái áo đó cổ lúc mà cổ mua để cổ tặng cho hết cả công ty, nhưng mà đó cũng là kỷ niệm ngày cưới của cổ. Rồi cổ hứng chí đó, cổ chụp, cổ viết gì đó là chuyện của cổ. Em muốn biết như sự gì như thế nào thì em kiếm cổ, em hỏi. Ủa, kỷ niệm ngày cưới mà chụp hình mặc áo giống mấy người kia rồi viết cảm xúc yêu đương, ai mà tin? Không, tôi không có tin. Làm cho ra rõ chuyện tôi mới chịu. Rồi đây, anh sẽ đưa điện thoại cho em nói chuyện với cậu ha. Ừ, gọi đi, gọi được, gọi đi rồi. Anh thách tôi hả? Liễu, không biết giờ này anh nói chuyện với em có tiện không? Bà xã anh muốn hỏi em tí chuyện được không em? Dạ, ok, em nói chuyện nè. Alo, dạ tôi là Dạ Ngọc, vợ của anh Phi Long. Ủa vậy hả? Nghe anh Long nói là cô sắp đám cưới. Vậy hả? Chúc mừng cô nghe. Trời đất ơi, mời tôi đi dự với anh Long luôn hả? Được, hân hạnh quá à. Tôi sẽ đi. Hả? Ở Nha Trang. Nha Trang? Gần mà, đâu có xa đâu. Được, tôi sẽ đi. Ừ, chúc mừng con nha. Rồi, hẹn gặp lại cô. Dạ, ra ba cô. Mình đám cưới ở Nha Trang. Đúng rồi. Chết rồi mình ơi. Em đâu có đi máy bay với tàu được đâu. Rồi em bị tiền đình, em đâu có dám ngồi ở trên mấy cái không gian đó, nó bị lửng như nè, chắc em chết đó mình ơi. Thì anh mua thuốc cho em uống. Nhưng mà... ta đi được thì mình đi được. Bảo đảm em uống viên thuốc vô làm ngủ thẳng cẳng tới Nha Trang luôn rồi. Với lại em cần phải đi để em không còn nghi ngờ anh nữa. Ta cũng có gia đình hết rồi mà anh cũng vậy nữa. Vậy nha. Chui đầu vô rõ rồi, chết mình rồi. Gì vậy Út? Có cái gì mày phải nói anh hai biết chứ. Lầm lầm lì lì sẽ biết đường đâu mà tính. Không có gì hết đó. Phải có cái gì mới qua đây mặt mày chù ụ. Rồi ngồi đợi ăn tôm mày mắc gì không ở nhà đợi, đi qua đây đợi ăn chi? Không có gì hết mà. Không có gì sao được, không có gì. Ủa? Cái gì? Ủa em nói uống cappuccino mà. Sao bán sữa bầu ra nữa? Bây giờ có bầu sao uống sữa bầu chứ uống gì? Mình giờ cappuccino hay bucacino gì? Tâm trạng Út như vậy, Út uống cái nào nó cũng như cái nào thôi. Giờ uống sữa bầu đi, mà mình tưởng tượng ra nó là cappuccino hay trà sữa gì đó. Thích gì tưởng tượng đó, đúng không? Mệt quá. Ủa? Tưởng? Sao dạ? Rồi, sao rồi? Sao rồi hả? Sao rồi, ổn không? Toan rồi. Sao rồi? Toan rồi. Gì vậy? Toan gì? Là sao? Bạn em nói như vậy á. Nói chung là bây giờ tình hình căng thẳng lắm. Giám đốc công ty anh thì bị tạm giam, công ty thì đóng cửa, còn riêng phần anh. Anh sao? Anh thì sao hả? Nói nhanh lên. Thì không được trả lương chứ làm sao. Đã vậy còn phải trả tiền hoa hồng để cho khách nữa. Xui thiệt chứ. Em thấy hên đó thì có. Xui gì mà xui. Cũng may là anh không bị cái gì á. Giờ hai đứa nói thiệt cho anh hai biết đi. Hai đứa làm ăn phi pháp đúng không? Dạ. Không có đâu anh hai. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi. Mình không có tiền, không có công việc á, thì bất quá về đây phụ anh hai bán cà phê đi nè. Anh hai lo được cho hai đứa đó. Cái gì đâu mà làm ăn phi pháp, trái pháp luật. Lỡ có chuyện gì thì sao? Ba má nhìn mặt sao hả? Này. Bây giờ em làm cái gì em nói đi. Thì em làm thêm thôi mà, đâu có gì đâu anh hai. Làm thêm gì mà đụng tới pháp luật là sao? Nói chung là cái chuyện đó xui rủi bỏ qua đi anh hai. Nhưng mà chắc thời gian sắp tới á, vợ chồng em phải quan bám anh hai rồi đó. Chứ bây giờ đẻ con ra, thu nhập thì không đủ tiền đâu mua sữa. Tức là không có làm chuyện gì phi pháp đúng không? Dạ không. Vậy thôi được, yên tâm đi. Thất nghiệp qua đây anh hai lo. Qua đây phụ bưng quán cà phê là lau dọn gì cũng được hết, anh hai lo hết. Bưng luôn quán cà phê anh hai? Bưng cà phê phụ quán với anh hai. À, anh hai nói rõ chứ. Vậy thôi anh hai, giúp em một chuyện được không? Cái gì? Vô pha giùm em ly sữa tươi cà phê, em uống cho đêm nay em đỡ mất ngủ. Uống cà phê mà cho đỡ mất ngủ. Em vậy á. À, thôi được rồi, đến hai vô pha cho mày ly sữa bầu. Hai vợ chồng uống sữa bầu đi cho nó bớt rầu. À. Trời ơi. Anh đúng là vợ ẹt, không bằng gốc người ta. Chồng đừng có nói như vậy mà. Chỉ cần á mỗi ngày hai vợ chồng mình đi làm về xong mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi. Đợi em đi, khi nào em sinh em bé xong á, hai vợ chồng mình sẽ cố gắng đi làm, chăm chỉ đi làm, em sẽ phụ chồng nha. Không có gì là quá muộn cả. Thấy chồng yêu.